chào mọi người đã đến với Đỗ Kim Phụng Challenge. Và hôm nay thì nhân vật chúng ta đó chính là cầu thủ Nguyễn Tiến Linh. Yes, sẵn sàng không Linh? Sẵn sàng anh ơi. Đầu tiên sẽ là một thách cho Tiến Linh, đó là tâng ngồi với ghế mọi người nhé. Và mục tiêu của mình đó là sẽ cho Linh trong vòng 15 giây. Nếu mà Linh tâng được 30 quả thì sẽ là người chiến thắng ở game đó đầu tiên của G-Shock Challenge ngày hôm nay cùng 10 phút. Sẵn sàng chưa Linh? Sẵn sàng anh ơi. Theo em làm được không? Hên xui á. Ok, chúng ta chưa làm bao giờ luôn. Ok mọi người nhé, 15 giây và mục tiêu là 30 quả. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, hết giờ. Ok, như vậy là 37 quả mọi người ơi. Oh my god, yeah. Đúng không? Dưới đây chứ. Lúc ấy là anh chưa bấm kịp, nhưng mà nói chung là trong khoảng 36-37 quả mọi người ạ. Đấy mọi người thấy không? Vừa xong, Tiến Linh đã vượt qua một cách đầu tiên của Đỗ Kim Phúc Challenge cũng như là G-Shock. Và mọi người cũng có thể tham gia với bất cứ là một cái kỹ năng nào đấy. Các bạn có thể là ngồi tâng như Linh này, hoặc là tâng đầu, hoặc là bất cứ động tác nào mà các bạn thấy là mình làm giỏi nhất mọi người nhá. Ok, và bây giờ sẽ là thử thách số 2 đi. Vừa xong là tâng bằng chân rồi, bây giờ tâng đầu sẽ sao? Hôm nọ nhé, anh qua nhà Phan Văn Đức cũng tâng ghế ngồi, tâng được 20 quả. Không biết là Tiến Linh có vượt qua kỷ lục của Phan Văn Đức không? Tâng đầu 20 quả. Ừ. Mong hy vọng là thơm. Phan Văn Đức nha. Ok. Bây giờ chờ thử xem là Tiến Linh sẽ tâng ngồi. Ngồi ghế tâng đầu được bao nhiêu quả. Anh sẽ cho em 3 lần thử luôn. Ok, tại vì không chỉ Đức còn có 3 lần. Ok. Bóng này có phải luôn lên không em? Hay là được không? Được. Ok luôn ạ. Ok, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là Tiến Linh sẽ tăng được bao nhiêu quả nhé. 3, 2, 1 này, bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5 quả. Ôi, lần này tới 5 quả. Tới 5 quả. Đức còn rồi, anh nghĩ là em vẫn là cái đỉnh cao đấy. Không biết là Tiến Linh có vượt qua được không đây. Ok, với là lần 2 của Tiến Linh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No! Phan Văn Đức ơi, anh xin lỗi em. Hôm lần sau anh em mình phải làm lại thôi. Hôm nay Tiến Linh phong độ hủy diệt quá. Ok, bây giờ mình sẽ thêm một thử thách nữa. Tại vì nãy giờ đang tâng đầu ngồi rồi, thì bây giờ mình sẽ cả Tiến Linh kết hợp thử tâng đầu ngồi, xem là hai anh em tâng đầu qua lại xem được bao nhiêu quả. Mọi người cùng xem nhé. Mục tiêu của anh em bao nhiêu quả bây giờ? Theo em 20 trước đi. 20 quả. Anh sợ anh sẽ làm em thất vọng. Ai bị rơi là ai bị rơi thì phải bị người yêu cũng sai. Ok không? Ok. Được. Mọi người ơi, mục tiêu của hai anh em mình là 20 quả. Nhưng mà không biết là 20 quả một lần duy nhất hay là một khi bạn làm 20 quả 1.000 lần. Thử nhá. Mọi người nhớ ngoài like chúng mình. Đây là một cái rất là khó đấy. Thử nhá. Ok, lại tập trung. Ôi sao lần nào chưa được. Mọi người ạ, đây là một tiền đạo. Đây là một ghế gì. Không phải là một cầu thủ. Và khả năng đánh đầu mình thật sự rất là kém luôn mọi người ạ. Thật sự là không ai để được ạ. Tập trung hơn, cố gắng cứu anh nhá. Hôm nay là Linh gánh mọi người ơi. 1, 2, 3 Căng 8, 9, 10, 11, 13 16, 17, 18, 19, 20. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Cánh chưa? Cánh trong lưng luôn mọi người. Cảm giác là sao? Nếu hôm nay là chơi rất là vui, với lại trong khoảng thời gian mà đi tập luyện khá là căng thẳng thì ngày hôm nay được anh Phúc anh đến góp vui cho hơi nhiều. Mà gánh Phúc này cộng lưng quá nha. Đâu cộng đâu. Để anh cười cộng cả lưng rồi mọi người. Đấy, sao bóp. Thật sự là vừa xong rồi là một cái cảm giác mà rất là tuyệt vời. Đúng là mọi người thấy không? Tiến Linh đúng là một sát thủ, một chuyên gia ghi bàn. Không chỉ bằng chân mà bằng đầu nữa. Nên là vừa xong mấy cái quả mình đánh ụ nhà mà ông vẫn đánh. Thật sao em ơi. Rồi. Và các bạn hãy đừng quên là tham gia thử thách Đỗ Kim Phúc Challenge cùng với cả G-Shock, cùng Phúc và Tiến Linh nhé, để nhận những phần quà đặc biệt từ G-Shock nha. Và sau một tháng tranh tài thì chúng mình cũng đã tìm ra được 10 chàng trai xuất sắc nhất để có thể tham gia vào vòng chung kết của cuộc thi GNME2 Challenge cùng với cả Đỗ Kim Phúc.
và đây là những thí sinh xuất sắc nhất. Hãy cùng chờ xem họ là những ai nha. Sau khi Tiến Linh đăng tải thông tin lên thì rất là nhiều các bạn trẻ cũng đã tham gia cuộc thi này và tất cả đã tạo nên một cuộc thi vô cùng xuất sắc với những bài thi tuyệt vời từ các chàng trai của chúng ta. Và các bạn ấy đến từ mọi miền của Tổ quốc. Giải đấu năm nay quy tụ những chàng trai rất là nổi tiếng về tân bóng nghệ thuật như là Nguyễn Ngọc Phát này, Vũ Ngọc Nam, Anh Tuấn, Hoàng Anh, Việt Vũ, Vũ Ngọc Nam. Đây đều là những cái tên tuổi rất là nổi tiếng trên TikTok hiện tại. Và cuộc thi của chúng ta sẽ bắt đầu. Lần này thì Việt Anh này, Lý Tào Hoàn, Văn Anh cũng có mặt. Và chúng ta cùng xem chàng trai Anh Tuấn chơi bóng ra sao nha. Anh Tuấn là một trong những TikToker nổi tiếng và cũng là nhà vô địch của cuộc thi Tết Freestyle Football. Hoàng Anh là một cầu thủ với những khả năng upper rất là tốt, với những pha lắc bóng rất hay. Mọi người thấy là skill rất là đỉnh. Việt Vũ là chàng trai đến từ khu vực phía Nam với những pha bóng mà rất đẹp mắt và nụ cười luôn nở trên môi. Rất khó để mình có thể chấm điểm trong cuộc thi lần này, nhưng đây là một bàn thi mà mình rất ấn tượng của Lý Tào Hoàn. Lý Tào Hoàn là một chàng trai đến từ Hà Giang và cũng là một thành viên trong nhóm của mình. Những pha chơi bóng của Hoàn rất là đẹp và rất là thanh thoát phải không mọi người? Đừng quên dành một nút like cho Lý Tào Hoàn nhé. Wow, rất xuất sắc và lắc bóng phải nói là rất ảo diệu. Vẫn chưa hề rơi. Ở phần thi này thì các bạn ấy sẽ có tất cả là 5 phút để biểu diễn mọi người nha. Và chúng ta sẽ cắt lại 20 giây hình để chấm điểm xem ai sẽ là người có số điểm cao nhất phần thi này. Một pha 3 vòng của Danh Quang, nhà vô địch Việt Nam. Danh Quang đã vô địch Việt Nam 2 lần liên tục trong thời gian vừa qua. Rất xuất sắc và nhào lộn phải nói là đẳng cấp. Và xử lý bóng của Danh Quang luôn luôn là mãn nhãn. Việt Anh đã trở lại sau chấn thương với những pha xử lý bóng cũng rất là hay. Và Việt Anh ở giải đấu này thì cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng với những pha xử lý bóng rất tự tin của Việt Anh. Sau khi vô địch U14 của Kun thì Việt Anh bị chấn thương. Và thời gian vừa qua thì Việt Anh đã chăm chỉ tập luyện để trở lại. Hãy cùng chờ đón chàng trai này sẽ làm được điều gì trong ngày hôm nay nha. Và xử lý bóng cũng rất đẹp mắt đến từ Việt Anh, không kém gì Lý Tào Hoàn cả. Còn đây là Nguyễn Ngọc Phát, một trong những nhà vô địch của Freestyle Football Việt Nam. Nguyễn Ngọc Phát thì cũng đã thi đấu rất là nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Và lần này thì Nguyễn Ngọc Phát đã đăng ký tham gia để thi đấu cùng với các đàn em của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là hôm nay Phát sẽ đi đến đâu nha. Và xử lý bóng cũng rất đẳng cấp đến từ Nguyễn Ngọc Phát, không hổ danh là nhà vô địch nhiều năm của Việt Nam. Bên cạnh đó là những nhân tố trẻ như là Bùi Trung Chính với những pha xử lý bóng phải nói là vô cùng nhanh và mãn nhãn, xuất sắc. Đây là Vũ Ngọc Nam, chàng trai đã giành giải 3 trong cuộc thi Tết Freestyle Football vừa qua, cũng do mình tổ chức. Ở phần thi thứ 2 sẽ là phần thi tâng bóng các bạn ạ. Ở phần thi này thì mỗi thí sinh sẽ có tất cả là 30 giây để tâng bóng. Và người tâng được nhiều nhất sẽ được chấm thang điểm cao nhất các bạn nhé. Với Việt Anh với những màn tâng ngồi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là nhà vô địch của phần thi tâng bóng này. Chúng mình sẽ cộng điểm của 2 phần thi, phần thi 1 và phần thi 2 lại để tìm ra người chiến thắng của cuộc thi chung cuộc nha. Và tâng bóng phải nói là rất nhanh và rất là gọn gàng. Có vẻ tâng ngồi đang là một lợi thế. Mình cảm giác tâng ngồi sẽ nhanh hơn. Bên cạnh đó thì hôm nay mình được G-Shock tặng cho một chiếc đồng hồ phiên bản vô cùng đặc biệt của G-Shock. Một chiếc đồng hồ kết hợp cùng với cả câu lạc bộ bóng đá Barcelona mọi người nha. Một chiếc đồng hồ mà vô cùng đặc biệt, có logo của Barcelona luôn. Và màu sắc thì phải nói là siêu siêu đẹp và siêu siêu bền luôn. Cảm ơn G-Shock đã tặng mình một chiếc đồng hồ tuyệt vời như vậy. Bên cạnh đó là những phần trải nghiệm độ bền của đồng hồ như là tâng đồng hồ, hoặc là dùng đá để đóng băng một chiếc đồng hồ. Nhưng mà chúng ta nhìn xem, đồng hồ vẫn chạy tốt. Và một khoảnh khắc thú vị khi mà Nguyễn Việt Anh và chàng trai Vũ Ngọc Nam đã có số điểm bằng nhau sau 2 phần thi và sẽ là người bước vào vòng đấu phụ, sẽ là tâng đồng hồ mọi người nha. Ai tâng được nhiều hơn trong vòng 30 giây sẽ là người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi. Vũ Ngọc Nam với một phần tâng đồng hồ rất tuyệt vời đã giành được số điểm đó là 31 điểm sau 31 lượt tâng trong vòng 30 giây. Việt Anh đã rất nỗ lực nhưng lại chỉ giành được 30 điểm, kém 1 điểm so với Vũ Ngọc Nam. Và kết quả chung cuộc đó là Việt Anh về nhì. Dẫu sao thì đây cũng là một thành tích vô cùng ấn tượng cho Việt Anh sau khi trở lại từ chấn thương.
trước những đàn anh rất là giỏi như là anh Vũ Ngọc Nam này, anh Nguyễn Ngọc Phát này, anh Danh Quang, anh Tuấn, thì đây là một thành tích mà mình thấy bất ngờ. Và chúc mừng Vũ Ngọc Nam đã giành chức vô địch của cuộc thi D&Me 2 với giải nhất lên đến 15 triệu đồng và một chiếc đồng hồ siêu siêu đẹp trị giá 12 triệu đồng.